Trái tim Chúa như môi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mang. Và vào đền thánh của Ngài với những thánh thi. Còn nước tiến vào nhà thờ theo đức cần như sau. Con đã ơn đàn bà và tất cả những ai có thể được gặp.
theo dòng thời gian, từ nay được trong địa chỉ nơi các tín hữu hội họp ý nghĩa của một dấu chỉ. Đó là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại. Hãy cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ dựng lại. Đền thờ mới là thân xác phục sinh của người. Từ mô hình kiến trúc đến các trang trí ở trong nhà thờ đều chính là biểu tượng cho tin những nét đẹp và đặc trưng của thời đại. Nhà thờ đã hợp cùng nguyện xin Chúa ban phúc lành thánh hóa lúc này để khi gửi đến chúng con và các trường nhà thờ này, chúng ta sẽ sáng tham dự khi đức cung kính nhà thờ hôm nay. Ngõ hầu cũng như vào nhà thờ, chúng ta biết trang nghiêm cung kính ăn mặc chỉ tề. Đền thờ thiêng liêng là chính bản thân của chúng ta như vậy. Để xứng đáng làm nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi chúng ta có thể tìm thấy công an Chúa và tâm sự với người trong mọi lúc. Thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý sinh năm 1826 tại Hà Nội, một làng Hương Bình, tổng Bình Chánh, tỉnh thuộc dòng bộ, nay là tỉnh Bình Dương, là người con út trong số 6 người con của ông bố An Tôn Đoàn Công Quý và bà cố An Lê Quyền Thị Thường. Với bản chất thông minh, từ nhỏ họ biết muốn tiếp thân cho Chúa để làm linh mục giúp việc công đồ. Qua gian nạn trong cuộc tù ở trong đất để đề án về kinh, ngày 31 tháng 7 năm 1859, ngày thi hành án lệnh, hai cha con Phêrô Quý và ông Trùng Phụ ung dung và lĩnh đạt đi đến pháp trường, có quan quân đi trước, giáo hội theo sau. Đây là án lệnh của vị tổ đạo. Khi đến pháp trường, hai cha con cùng quỳ xuống cầu nguyện. Cha ban phép giải tội cho con từ giả cha, giáo hội đến bái biệt hai vị bước vào hội cung. Bọn ba tiếng chiên vang lên giữa đồng vắng, một hồi trống rụng rồi ba lát hương, một chiếc đầu rơi, linh hồn cha đưa về tội cao xanh. Có ông Trùng Phụ đi liền sau trong dây đá. Hôm ấy là ngày 31 tháng 7 năm 1859. Cha Quý vừa tròn 33 tuổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nam nữ quý thân nhân ân nhân bằng hữu không quý vị khách quý trong mọi mối quan hệ thân tình với nhau với vị thánh chúng con cùng toàn thể quý cộng đoàn lời đầu tiên cho phép con được thừa lệnh ca thánh sứ và đại diện cộng đoàn nhân chúa giáo xứ vị thánh xin kính dâng lên đức cha cha tổng đại diện quý cha quý bề trên quý tu sĩ nam nữ và quý cộng đoàn hiện diện tấm lòng tri ân cảm tạ. Trước khi khép lại buổi lễ, kính xin Đức Cha Tây Đô ban phước cho cộng đoàn nhân chúa. Chúc mừng đại sứ cũng như là tất cả cộng đoàn giáo xứ Vị Thánh đã có một ngôi nhà thờ rất khang trang và rất hoành tráng. Xin cảm ơn chính quyền, kinh Củ Chi, xã Thanh Mỹ cũng như là tất cả quý vị ân nhân đã có công góp của để xây dựng nên nhà thờ này. Xin Chúa trả ơn bội hậu cho mỗi người. Thiên Chúa là Chúa của trời và đất, hôm nay đã quy tụ anh chị em lại đây để cung hiến nhà thờ này cho Ngài. Xin trên Ngài vân đồ trên anh chị em chưa tràn phúc lộc trên trời. Xin Chúa ban cho anh chị em trở nên đền thánh của Chúa và nơi Chúa thánh thần ở trên. Amen. Như những người đã được thánh nhân hồng phúc thanh tịnh, xin cho anh chị em được Thiên Chúa ngự trong lòng và được hưởng gia nghiệp hạnh phúc muôn đời cùng với Chúa.